sử dụng dịch vụ làm trắng da thì chị Vân có một làn da như thế nào? Chị có cái vấn đề gì trên làn da của mình và mình muốn thay đổi cũng như muốn cải thiện hơn không? Thì da của mình rất là da thiên khô và có tổn thương đổ dầu vùng chữ T. Ngoài ra thì mình hay ngồi phòng điều hòa nhiều á, thì da mình rất là bị khô và khói bụi ở ngoài cũng làm da mình bị tối đi ấy, và mặt mình lên rất là nhiều nhưng mà thứ nhất là bị sạm này, sau đó là những cái tác nhân từ môi trường cũng khiến cho da mình bị nổi chút mụn, đúng không ạ? Và đó là tình trạng của chị Vân. Vậy thì chị đã tìm những cách nào để khắc phục tình trạng này trước khi đến với Vitae ạ? Thực ra thì mình khá là bận ấy, ở nhà mình không có thời gian chăm sóc, lâu lâu mình đến spa thôi. Vậy thì đây là buổi thứ hai của chị ở Việt Cây. Trong buổi đầu tiên cảm xúc của chị như thế nào, cái quy trình nó có gây chị cái điều gì khó khăn hay bất lợi gì trong cái việc làm không ạ? Mình cảm thấy không có bất lợi đâu, hiện tại mình cảm thấy rất là hài lòng về việc ở đây. Điều mình ấn tượng nhất ấy ở đây ở Việt Cây chính là về dịch vụ và về sản phẩm. Về dịch vụ thì các chị ấy làm rất là chuyên nghiệp và tận tâm. Các chị cho mình trải nghiệm những cái rất là mới mẻ mà mình thực ra là mình cũng từng đi rất là nhiều các spa khác rồi, nhưng mà cái trải nghiệm mà nâng cơ mặt và đắp nghệ nano thì mình cảm thấy rất là ấn tượng. Thế chị cảm thấy như thế nào khi mà đắp cái nghệ nano ấy? Em cũng chưa thực sự cảm nhận được hay là có thể miêu tả rõ hơn để em nghĩ là em sẽ phải thử cái dịch vụ này. Lúc mà mình đắp nghệ thì rất là mát, rất là thư giãn và dễ chịu. Vâng, là có cảm thấy rát hay là có vấn đề gì không ạ? Không, mình thấy rất là thoải mái đúng không ạ? Vâng, và vừa rồi thì chúng ta đã được nói chuyện một chút, chia sẻ một chút với khách hàng của Vietcare đó, chị Cẩm Vân, và đây là buổi thứ hai của chị sử dụng dịch vụ làm trắng da. Với những cái vấn đề của chị thì chuyên viên có tư vấn gì để sau một gói làm trắng da đúng không ạ? Thì chị sẽ cải thiện bao nhiêu tông da hoặc là cái da của chị nó sẽ khỏe lên như thế nào không ạ? Chị chuyên viên thì có chia sẻ với mình ý, thì nếu mà mình cố gắng và theo đúng liệu trình ấy thì chắc chắn là da của mình sẽ được cải thiện và nâng tông lên rõ lên. Đấy thì mình cảm thấy rất là yên tâm và bản thân mình sử dụng dịch vụ ở đây mình cảm thấy rất là hài lòng, đặc biệt là cái sản phẩm ở đây làm từ tự nhiên ấy thì mình cảm thấy rất là yên tâm. Đây là lần thứ hai mà chị đến với Vietcare. Vậy thì còn rất nhiều những buổi nữa đúng không ạ? Vậy thì bao lâu chị đến với Vietcare để làm trắng da mặt một lần? Sẽ tầm một tuần một lần. Một lần nữa thì không bận. Bởi vì công việc cũng khá là bận rộn nên là chúng ta sẽ chỉ dành được một khoảng thời gian nào đó trong ngày để làm đẹp đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì mọi người có thể nhìn rõ hơn về làn da của chị Vân. Lúc đầu thì nó sạm hả chị, hay là nó có vấn đề như đúng thế nào rồi. Bây giờ nó cải thiện như thế nào vậy? Thực ra là da mình là da ngăm da nâu nhưng mà rất là khỏe, và mình hay đi ngoài đường ấy thì da cũng sạm rất là nhiều, nhưng mà sau khi sử dụng dịch vụ làm trắng da ở đây thì mình cảm thấy nó đỡ hơn rất là nhiều. Và mình cũng thấy là nó trắng sáng, nó khỏe mạnh hơn đúng không ạ? Vâng ạ, đó là những cái suy nghĩ của chị Vân về việc trải nghiệm dịch vụ làm trắng tại Vietcare.